Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Swedish 1 Channel R đậu ấn tượng, bút lọt đồ chơi chất đến từ Biker Sài Gòn. Chia sẻ chung với cái nền tảng khung và động cơ với chiếc Honda Winner 10 ở Việt Nam, nhưng kiểu dáng hybridable đầy cá tính và mức giá sau khi ra biển số khá cao, nên Honda Swedish 1 Channel R không phải là dòng xe phổ biến ở Việt Nam. Thế nhưng đây là một trong những cái mẫu xe còn tài rất được anh em chơi xe trong nước yêu thích. Nhìn ngắm cái phần ghi đông xế độ, ta thấy được cái sự mới lạ của xe qua từng chóp kiểu đầy màu sắc và tươi sáng, cũng như cái cụm công tắc hủy diệt hai màu xanh đỏ độc đáo. Bao tay Spider đem lại độ bám êm ái cho chủ xe, cũng như những đường gân nổi tạo cái sự hầm hố thêm cho xe. Cái cụm tay thắng Glistip Elobodes tích hợp ổ chí dầu rời. Cụm tay con Glistip tích hợp khả năng tăng đưa con tự động, cũng như khả năng chống gãy khi va chạm. Cái cụm bên đạp Glistip kết hợp ổ chí dầu rời trực tiếp trên cái bên và được cố định bằng hai chốt vàng bưu niệm. Trang bị cặp heo dầu của Rambo trước sau tạo ra cái sự mới lạ cho cái dàn chân. Sacha F1/10 độ tỉ mỉ hoặc cực kỳ chất đến từng chi tiết nhỏ nhất. Kể từ khi được ra mắt với tên gọi Suzuki Sacha F1/10 đã tạo ra một cơn sốt, nhất là những biker trẻ tuổi, bởi kiểu dáng hầm hố cùng với có động cơ 150cc phun xăng tử. Và khi rơi vào một số tay biker chịu chơi thì chiếc xe phần nào đã được thay đổi, làm em nó trở nên mới lạ hơn rất nhiều. Phần ghi đông xế độ được trang bị lại bằng rất nhiều ốc rô ti. Và sau đây ta cùng nhau xem những chi tiết, những bộ phận được độ khác nhau trên xe. Cái cụm tay con CRC Freeline Carbon Fiber vô cùng sang chảnh, tạo có chút màu sắc cho tay bằng một cái chú ốc rô ti. Kính gù được lắp gọn gàng ở dưới gù trái. Cái cụm tay thắng của Rambo AZ15, đây được coi là cụm phanh cũng khá phù hợp trên những dòng xe nhỏ với bán kính ống dầu nhỏ. Nhìn xuống dàn chân Sacha, ta thấy được cái chú heo dầu của Rambo Blitz kết nối cùng nhiều heo. Đĩa gaffer, tất cả những món đồ chơi đều được cố định ốc rô ti. Phần cổ titanium và full ốc rô ti lốc máy tạo cho xe thêm phần màu sắc, cũng như cái điểm nhấn cho lốc máy màu đen nhàm chán. Chú heo dầu sau cũng được chủng loại với heo trước, chỉ khác nhau về phần màu sắc, đặc biệt là các phát CC bắt heo phía sau, có thể là xây lên hoặc ngược xuống tùy theo ý thích. Cảm ơn bạn theo dõi clip này hay là clip tiếp, nhớ like, share, subscribe.